como estas primaveras. Quiero ser tú. Các bạn nhảy cũng còn thường lắm, các bạn cũng chưa giỏi đâu. Cái gì anh? Khó mà nhảy thường hả? Trời trời, anh sẽ mời ra đây một cái cặp nhảy đỉnh. Rồi. Cũng bài nhạc nó luôn, chuẩn bị nha. Đúng vậy á, đúng vậy tao. Em ơi, những cái cuộc thi dance sport trong nước và quốc tế mà em từng tham gia là gì, có thể liệt kê cho tụi anh chị được biết được không? Đôi chân vàng phường 7 quận Phú Nhuận nè. Những bước chân thầm lặng ở phường 9 quận 6 nè. Wow. Thì các bạn nhảy cũng đẹp đó, cũng được, chứ cũng chưa xuất sắc lắm. Ráng học thêm. Quan ơi, học thêm từ đâu? Từ những bậc thầy về nhảy nhót ở chương trình này. Trong chương trình này. Trong chương trình của chúng ta có những bậc thầy về nhịp. Nhịp biết họ, họ biết nhịp. Hai người không biết nhau. Mời nghệ sĩ Thúy Ngân và giáo sư về vũ đạo dance sport karate do taekwondo Kim Tư Long. Là hôm nay anh đã uống xong chưa? Xin mời giáo sư. Viên gia. Xin mời vũ sư. Y học vũ dân sư, tộc vũ khiêu vũ. Mặc cái quần băng nó dài là biết vũ sư rồi. Tôi sẽ thực hiện những bước nhảy hoàng vũ cho hai bạn xem. Rất chắc, dẻo dai. Bộ nào ra bộ đó. Bộ là bên cải lương nha. Thôi mình nói mình nhảy đi ha. Rồi mời nắm tay nhau. Giờ thực hiện luôn đi. Nắm tay nhau nè, nắm hai tay. Nhìn về cái hướng đó chuẩn bị. Lúc đầu là bạn nam nhảy trước mình đã. Không, không, nhảy trước mình xỉu đó. Vô. Tôi chưa bao giờ thấy vận động viên nào nhảy cái môn này mà có cái bộ cái lương. Anh đã kết hợp giữa dance sport và vũ đạo về sân khấu cái lương. Khi làm chúng ta nhảy. Đó. Giang nghĩ để lên tầm máu á, hiểu không? Em mở mang tầm được. Không anh thiệt, mai mốt anh Giang thiệt, nếu mà mai mốt đi thi đấu mà kết hợp hồ quảng như anh Long là xuất sắc luôn á. Nó có sự dân gian và hiện đại. Giao thoa với nhau. Đúng rồi anh. Ai là số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh Phi Giải Trí.